lỡ bò giáp view đỉnh nhất. Wow. Đoàn xuất nhập cảnh sau 3 năm mới được đi nước ngoài. Đây là đất nước tiếp theo của Ben. Chúng ta đến cửa khẩu và còn một bước nữa là sang đến Trung Quốc rồi. Chúng ta đang đứng trước cửa khẩu và chuẩn bị sang một đất nước khác. Chúng ta đang tiến vào Trung Quốc. Đây là đoàn khách du lịch sắp vượt biên khỏi Việt Nam. Cảm nhận của các bạn thế nào? Sau 3-4 tiếng chờ thì chúng tôi đã nhập cảnh vào Trung Quốc. Đây là quang cảnh đường phố ở bên cửa khẩu Aga Heiku, xây năm 1903. Chúng ta đang được thưởng thức mâm cỗ cưới đầu tiên ở ngày đầu tiên. Những món ăn toàn dầu mỡ và mặn. Mọc. Đậu. Mặn. Em có cua. Có gì đấy không? Ăn giờ ăn nào. Ngon không? Cảm nhận nào. Ăn kiểu như mẹ hơi giống mình mâm cơm đã ngập mặt rồi. Ta hồ một chén thôi. Đúng là vịt quay. À. Đang đi đâu ấy, mọi người đi đâu ấy? Đi mua đồ ăn vặt à? Lên vùng dân tộc tí anh ạ. Hà Giang thì sao toàn cái chữ toàn ô ô thế này nhỉ? Điểm dừng trên đường đi Côn Minh, một trạm xăng. Đây, Quý Hạnh. Dạ. Mua đồ ăn. Siêu thị nhỏ bên đường à? Chào đến với Côn Minh và đang vào nhà hàng để ăn tối. Nhà hàng rất rộng ở Côn Minh. Rộng quá nhỉ. Vịt quay tại Côn Minh. Ó sầm. Ăn đi. Ăn đi. Ở đây các món nó khác với cả ở chỗ kia rồi. Món ăn ngập tràn tại Côn Minh. Chưa có đũa. Đĩa vịt đã hết sạch. Vịt ngon nhưng mà ngọt. Ngon không Ben? Nhưng món ăn đầy màu sắc quá. Nhiều màu nhỉ. Nhiều dầu mỡ. Đã phun à? Úi dồi ôi, ngập mặt. Chào mừng đến với khách sạn tại Côn Minh. Đưa hộ chiếu cho anh đúng không? Xin chào, đây là phòng khách sạn của chúng ta. Đây là nhà vệ sinh này. Hai giường. Rất rộng. Một chiếc phòng rộng rãi. Chào đến với nhà ga Côn Minh. Check in vé tàu bằng hộ chiếu. Check in.
Mandarin ID Vacation. Nhà ga siêu to khổng lồ tại Côn Minh. Ga tàu thật là dã man. Hai du khách tương lai đi shopping ở bến tàu. Nào đi, nào vào. Nào, ok, ông mua cái gì? Hai thanh niên chọn chân gà đập tràn. Sướng không? Không ạ. Các con đang được ăn món gì? Con ăn món gì không biết ạ. Mua món gì ăn món gì không biết. Đi, đi sang bên góc bên phải kìa. Chuẩn bị xuống ga. Đi tàu. Chuyến tàu siêu nhanh. Chồng cướp. Chúng ta chuẩn bị lên tàu. Các thanh niên trên chuyến tàu đi xuyên Trung Quốc. Tàu đi với tốc độ 110 cây, 114 cây. Tàu điện. Tàu đã chạy 196, 197 cây một giờ. Ôi, 197 cây một giờ mà sao? Anh nhỉ? Nông thôn Trung Quốc. Trên đường đi Lệ Giang. Một hồi đi qua bao nhiêu thành phố, nông thôn thì chúng ta đã đến một nơi toàn là nhà cao tầng. Đại lý. Rồi đi là mất hơn 1 hơn gần 2. À. Mẹ ơi. Cổ đàn lý bên hồ. Họ anh sẽ mới kiếm ngắm cảnh của mẹ. Ta đã chuẩn bị đến ga Lệ Giang rồi. Chào mừng đến với ga Lệ Giang. Chúng ta đến ga Lệ Giang rồi. Đây là nhà ga Lệ Giang. 11 giờ 51 phút giờ địa phương. Ta đã đến ga Lệ Giang sau một hành trình siêu dài từ Hà Nội đến đây. Ga nào cũng siêu đông luôn. Nhà ga Lệ Giang. Hoàng mới dẫn được mọi người, à tối ngày kia Hoàng mới dẫn được mọi người đi. Bởi vì tối nay thì Hoàng mới còn giúp mấy cái người. Đường phố của Lệ Giang. À bên này toàn đi xe nội địa nhưng mà thích nhất là đi bên xe Trung Quốc. Mâm cơm đám cưới. Ngày tiếp theo nhìn trông thật là khủng khiếp. Phun luôn. Khủng khiếp. Thế thế con trông lên làm bát xong. Ờ xong con chan canh vào. Lối vào công viên Hắc Long Đàm. Công viên mùa xuân à? Đi hàng nghìn cây số ra đây vào công viên. Công viên cổ trang. Đi vòng quanh. Công viên Hắc Long. Cá bơi tung tăng. Cá bơi tung tăng. Black Dragon Pool. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lối đi xuống cổ trấn. Là 35.000 đúng rồi. Nước tuyết tan. Lối vào phố cổ. Đồ ăn à? Đồ ăn. Wow. Đi chưa? Toàn đùi đấy, đùi con bò ấy. Ờ, thịt bò đấy. Thịt thật đúng không? Thịt thật đấy. Cửa hàng lưu niệm. Đẹp. Con thích mua đồ à? Lên đây con. Những con ngõ nhỏ ở phố cổ. Đẹp. Chẳng như nào cả, chỉ ngồi chơi đây đợi tí. Tí nha. Giữa phố xinh đẹp. Mỗi tội rất là đông người. Đây đi vào em nào. Mệt quá rồi à? Chán rồi à?
đến cái chỗ súng kia mua súng rồi. Đi. Yeah. Như lạc vào một vương quốc khác ấy nhỉ. Lạc vào phim trường anh ạ. Như mình còn phải dựng cảnh cổ. Dưới sông. Quán quá đẹp. Hiệu sách. Rủa đẹp thế. Rộng. Mấy quán cà phê đó đẹp thật. Kiểu nhiều hoa. Phố cổ Yên Bình buổi chiều. Ăn lẩu gà. Với không gian đẹp đẽ. Một cái nồi trung tâm gò đùm má cửa. Và rất nhiều topping. Rất nhiều topping. Chúng ta chuẩn bị vào xem show Lệ Giang Thiên Tình Cổ. Đây là vé vào cửa xem show. Mưa thật đấy. Đó kìa. Nó xả thác xuống kìa. Đói nó xả lướt dòng lũ xuống kìa. Chào mừng đến với Shangri-La. Welcome Shangri-La. Đây là Shangri-La. Ở độ cao 3.288m. Quá đẹp. Đẹp nhỉ. Đẹp, màu sắc rực rỡ. Cái
chuông kìa. Đẹp quá. Chuông. Và bây giờ chúng ta đi khám phá ở trong. Wow, rất rộng. Này, bé này, nhìn này. Nhìn thấy xa này. Rất cao và rộng luôn. Anh ra đây. Đẹp nhỉ? Rất đẹp luôn đấy. Rộng mà đầy màu sắc. Ăn trưa tiếp theo của chúng ta ở Shangri-La. Một ngôi nhà địa phương rất đẹp. Hả? Anh thích. Khâu nhục. Tây Tạng. Tây Tạng. Cá. Để mà thấy nào. Đây con chấm vào cái này hoặc chấm vào cái khâu nhục nào. Nào cái tay. Có gì anh? Như là cái gì nhỉ? Cái gì mà mình hay nhúng lẩu nhỉ? Cái váng đậu à? Ăn chưa phát hiện ra cái gì à? Nó kiểu như nào nhỉ? Như kiểu thịt bình thường. Thịt nó có bột. Thịt. Rất đẹp. Chúng ta đang tiến vào tu viện lớn thứ hai thế giới và bước 143 bậc để lên trên tu viện, nơi mà những vị sư học tập ở đây. Lối lên nào, bắt đầu chinh phục lối lên nhá. Đứng từ trên cao nhìn xuống. Chúng ta đã hoàn thành 100, hơn 143 bậc. Đâu? Vừa có 132 bậc. Thật á? Chàng trai đang ngắm nhìn gì đấy con? Nhìn thấy toàn cảnh. Một chiếc tu viện rất đẹp. Nhà thờ Nguyên Thủy của Phật giáo Mật Tông. Rất nhiều nam thanh nữ tú, đóng giả người Tibet để chụp ảnh. Rất đặc trưng của giáo phái Phật Tông.
Quay đi. Thanh niên ngắm cảnh. Rồi đi, cho mọi người quay. Vào phòng à, vào phòng người ta. Nhét đầy tiền trên tượng này, tượng Phật này, tiền này. Các tu viện khác nhau. Ta đang tiến vào phố cổ tại Shangri-La. Phố cổ tràn ngập đồ ăn thức uống, các cửa hàng cho thuê đồ làm ăn phát đạt nhỉ. Siêu chim bồ câu. Đây là đường đi lên khối Kinh Luân. Cầu may mắn nhá. Quay một vòng này bằng 10.000 lần điều ước. Nặng không con? Không ạ. Ben ơi, nặng không? Có lên nào? Ba đứa. Cố lên. Nào. Cố lên các con. Đi, các em đi đi. Phố mua sắm tại Shangri-La. Đây toàn bạc này, các loại bạc. Đi. Đi, khắp phố cổ không có gì không? Sáng nay vừa đi giống cả cái gì tối qua xem biểu diễn này đúng không? Đây là cái gì? Ai cầm nhỉ đúng không? 5 giờ cơ mà. Bây giờ 5 giờ rồi. Rồi nhỉ, nhanh thế.
Chúng ta ăn bánh sắn. Ngon không ngon? Cảm nhận nào. Đúng. Làm bằng sẵn à? Nó không có chuyện gì ở cái này. Cho bà nó ăn chay nữa. Lở bò nhắc. Rực rỡ. Úi dồi ôi. Ngon không Ben? Ngon không Ben? Mấy điểm? Tháng 5 Lị Giang cụ chân. Mua gì đây? Anh em mua gì anh đây? Anh em tự mua mini show. Em mua cái gì? Mua gì? À, mua gì? Tự mua hàng mini show. Trên đường vào Potasso Mason Park. Chúng ta cùng đi khám phá thiên nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Potasso. Ồ, nhìn trông đẹp phết đấy chứ. Ồ, đẹp đấy. Hi. Khám phá thiên nhiên. Đường ra hồ. Ui, người ta gắn bao nhiêu cái khoái này này. Quá đẹp. Quay. Lên đây nắng yêu quá. Đây, mình ra đây chụp. Ở đâu đây? Ở Trung Quốc. Trung Quốc là chỗ nào? Các em ơi. Cô ăn mông ớt màu cam pha màu đỏ này. Ăn mông ớt. Nhưng mà cái còn đây. Hôm nay là lễ hội cosplay nhà thám hiểm. Cái gì nhà xuyên xuyên Việt Nam và Trung Quốc khảo cổ khảo cổ học trong mới phát hiện khảo cổ
Trong vắt. Lối vào chiếc hồ rộng lớn. Vào. Ok ra. Rồi. Cắt. Nhầm. Đây, một tay gối đầu. Đi dạo giữa khung cảnh của Tibetan. Mùa nước cạn. Đẹp không chị? Xong là kiểu phía xa xa thì tuyết. Xong là nhà thám hiểm cuối cùng ăn xong hamburger cũng vào à? Hết về chưa? Một đám cưới tiếp theo chúng tôi ăn trên hành trình. Đám này đám thứ tư rồi em ạ. Dâu tằm ngon cô ạ. Quýt ăn ngon, ăn được. Bà bố ăn thật ra rất nhiều tiền, đồ con nhiều lắm. Nhà bố không tiêu. Một cái đồ chơi bé tí 200 nghìn. Không được. Về lại đi. Mồm đen xì. Đâu? Đâu ai mồm đen? Bên mồm đen. Bé ơi, ra đây cô xem nào. Cô xem nào. Cô xem nào. Đâu, đứng dậy cô xem nào. Ôi giời, sao máu đỏ giống cậu bé Mông Cổ thế này. Đây là vừa cô cưới. Vẫn về tống mồm à? Vừa ăn vừa khóc à? Hả các em? Tôi xin. Khách sạn chúng ta ở Lệ Giang là YK. Bây giờ là 19:16 và trời vẫn sáng trưng. Chúng ta đang đi trên đường phố Lệ Giang và đang chuẩn bị đến với phố cổ Lệ Giang. Không phải phố đâu ạ, trên đường ạ. Khoác vai thôi, không chạy nhá. Đoàn tùy tùng đang đi.
đường phố lúc gần 8 giờ tối. Gần 8 giờ tối sáng trưng trưng. Đường vào phố cổ Lệ Giang. Quán ăn đông nhất Lệ Giang. Đây là quán ăn đông nhất này. Phố cổ rất đẹp luôn nhỉ. Mà rộng chứ. Ok. Trên đường đồ chơi. Hả? Sao? Quán bún qua cầu nổi tiếng nhất Lệ Giang. Một chậu. Nhưng mà khá ngon. Bình thường. Lần đầu tiên thấy khoai khen ngon đấy. Khoai không biết. Khoai có ăn hết cái bát đấy không? Con này đừng tham mấy bộ. Con này đừng chọn. Chúng ta tiến vào núi tuyết Ngọc Long với những bộ quần áo ấm không em? Sướng hơn không? Ấm hơn không? Đi lúc trước có không mặc quần áo này. Thì lạnh cóng à? Con thấy ấm bình thường, xong rồi khi mà so với quần áo này con thấy lạnh. Lạnh á? À? À, chắc chưa quen. Đường vào cáp treo. Chuẩn bị leo lên núi. Chúng ta cùng đi vào khoang cáp treo. Quay nhìn ở dưới này anh ơi. Cô Trùng cũng thích chụp hình. Mình như kiểu là biết. Quay xong luôn. Đi xong không về nghĩ là. Trời xanh ngắt. Hôm nay chụp ảnh gì rồi đấy yêu? Bắt đầu ở đây rồi. Chụp đi, nhà mình chụp kiểu. Chúng ta đang tiến vào khu rừng. Đã nhìn thấy núi xa xa. Dòng dãy Alper thế nhỉ? Tuyệt đẹp. Xem
Quay ơi. Ra đây ba bảo. Một chiếc núi tuyết siêu đẹp. Ngọc Long cao hơn 5.000m. Tan đi xong là rơi xuống nữa. Đi đi. Đi. Nhìn rõ mà các bạn kiểu đây cái đít của nó cái con đúng lông to nhỉ. Toàn cảnh núi tuyết Ngọc Long. Con này. Lên. Khoai lang nướng. Lên. Hai đứa kia nhá, treo chị nhá. Đâu chị tự lên mà. Giờ chị xuống thế nào kệ chị. Mấy đứa này có chỗ chơi sướng đấy nhỉ. Cho chơi ở đây cả ngày cũng được. Hơi bị đẹp trai luôn. Hơi bị xinh gái luôn. Hơi bị ngầu luôn. Camping ở đây chắc là 10 triệu một đêm. Đúng rồi đấy. Wow, quá là tuyệt vời luôn. 10 củ 1 ai. Dạ. Cái sân này nó hút bao nhiêu slot luôn đấy nhé. Nó mà làm lên được cái nhỉ. Nó làm được nhưng nó không làm thôi. Hiểu không? Núi tuyết. Chúng ta đang ăn thịt cừu. Đây thịt cừu ấy. Ngon không? Không. Chiếc hồ siêu đẹp. Nước xanh trong vắt. Lối vào làng dân tộc Na Si. Ngôi làng mát mẻ, nhiều cây xanh. Siêu cá này. Vì? Vì làm sao? Bởi vì nó thành công. Tại sao nó lại thành công? Bởi vì nó là con đầu đàn. Ôi, đâu rồi đấy? Đây là cửa hả? Đây là cửa hả?
Cái gì vậy con? Rất rộng. Đi bộ. Thì đây giống rượu, đây giống nước ngọt. Đây giống nước ngọt, đúng là đấy chị mua được phải 2 cái. Một ngôi chùa tại cổ trấn Lệ Giang. Câu này chùa này cầu sung túc, giàu có. Đúng đường chưa anh? Đúng đấy, đúng đấy. Đúng không? Lên đây à? Đúng đấy. Đi đi. Chúng ta đang lên đỉnh cao nhất của Lệ Giang cổ trấn. Đẹp thế nhỉ. Hai thằng lên đi, hai anh em lên đi. Ngắm cảnh nhà cổ đi. Nhà cổ quá đẹp luôn. Hương cổ lầu đẹp quá. Đấy, bây giờ chọn quán nào đẹp nhất thì vào. Đấy, biết vào thôi. Đây, quán này đẹp nhất rồi. Ở quán dưới tuy đi. Và chúng ta đã đáp vào một quán view đỉnh nhất. Wow, water view. Water view. Cái này nó không đọc chuẩn.
this coffee inside. Nghe bài hát quen thuộc quê nhà. Phố cổ dần chìm vào tối. Phố ba. Uốn qua cầu, chúng ta chọn đồ ăn rất đông. Đây, ngồi đợi ăn bún đây. Món bún qua cầu nổi tiếng. Chúng ta cùng thưởng thức món bún qua cầu. Rồi. Đợi 2 phút. Sau đấy cho tôm, thịt và tôm đúng không? Tôm cho vào. Cho này đúng không? Xong cho thịt đi em. Đấy, cho cứ theo thứ tự đấy. Xong cho này. À. Đĩa bún siêu to khổng lồ, to như một cái chậu. Đỉnh quá. Con thích ăn quả trứng này à? Đỉnh không? Cái trứng của con nó khác thôi, cái trứng yeah. Không bị đọc ở đây. Ăn đi. Bún qua cầu à. Ăn nhận xét xem nào. Nhận xét xem nào. Đỉnh không? Ánh trăng lệ giang.
rồi. Kiểu cứ quay ngang 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 một lên trong hơi giống kiểu mấy em lồng. Chị ơi ở đâu ấy? Thiên đường đồ chơi à? Sao? Anh tình hình như nào? Nhầm đường à? Tại sao anh bắt rồi em leo lên quả núi này sao anh lại bảo nhầm? Đây này, đau chân rồi đây này. Bây giờ xuống rồi đi ăn sườn rồi nè. Đói rồi, lại ăn tiếp. Bát mì ở trên tàu siêu tốc đi Côn Minh. Ngon không? Ăn tất phê. Trên tàu có đầy đủ nước nóng. Ánh trăng Việt Nam và cửa khẩu Việt Nam, và chúng ta đã bước qua con sông này, chúng ta đã về vượt biên thành công. Vượt biên thành công nhá.